Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh 8790. Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Trần Tình Lạnh đã trở nên nổi tiếng ở rất nhiều quốc gia. Dù đã vài năm trôi qua, nhưng bộ phim này vẫn thu hút khán giả. Bộ phim Trần Tình Lạnh với sự tham gia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã gặt hái được rất nhiều thành công. Rất nhiều cư dân mạng thích bộ phim này. Vương Nhất Bác khi đó mới ngoài 20 tuổi, nhưng tuổi trẻ đã lập được rất nhiều thành tích trong làng giải trí. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy cũng rất tốt. Bởi vì Vương Nhất Bác ra mắt sớm nên tâm tư cũng sớm trưởng thành. Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, nhưng khi đó anh cũng chỉ mới gia nhập làng giải trí có được vài năm. Tuy vậy, kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã chinh phục được khán giả. Đã có rất nhiều người yêu thích bộ phim Trần Tình Lạnh và dàn diễn viên trong phim. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất đẹp trai và hai người họ phối hợp hoàn hảo trong bộ phim này. Vào mùa hè 4 năm trước, tôi đã thức suốt đêm và xem không rời mắt bộ phim Trần Tình Lạnh. Bạn có rung động trước Ngụy Vô Tiện do Tiêu Chiến đóng và Lâm Vong Cơ do Vương Nhất Bác thủ vai không? Cảnh quay đáng nhớ nhất của bạn trong bộ phim này là gì? Phải thừa nhận rằng không dễ để có một bộ phim đôi bên cùng có lợi với hai nam chính như Trần Tình Lạnh. Hiện nay cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đủ sức để tiếp tục trở nên nổi tiếng. Bởi vì cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phù hợp với thẩm mỹ của công chúng. Cả hai nghệ sĩ đều sở hữu ngoại hình xuất sắc và khả năng của họ cũng không hề yếu. Cả hai đã cùng nhau chinh phục các bảng xếp hạng ở trong nước và thế giới. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thu hút người hâm mộ bởi tính cách tích cực và khả năng xuất sắc của họ. Mặc dù sau 4 năm, người hâm mộ của hai bên đôi khi vẫn có xung đột, nhưng xét một cách công bằng, mọi người đều có cơ hội trở nên nổi tiếng và nổi tiếng hơn nữa. Và người hâm mộ nên nhìn thấy những khía cạnh tích cực. Mới đây, truyền thông Nhật Bản đã thông báo buổi hòa nhạc Trần Tình Lạnh. Phiên bản phối đặc biệt tại Nhật Bản sẽ ra mắt tại rạp hát. Vé đặt trước có giá là 3.850 yên Nhật, đã bao gồm thuế. Bạn có thể tiến hành mua vé từ 18 giờ ngày 2 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5. Buổi chiếu đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 6 năm 2022 tại Tokyo, Nhật Bản. Nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích và mong muốn được thưởng thức buổi hòa nhạc này. Bạn thấy đó, sau nhiều năm, bộ phim vẫn rất được chào đón. Hai diễn viên chính đẹp từ trong phim đến đời thực, thậm chí con đường mà họ đang đi có phần nào đó gần giống với những chắc trở và thành công mà hai nhân vật của họ đã trải qua trong phim. Bạn nghĩ rằng bộ phim sau nhiều năm vẫn trở nên nổi tiếng vì nó quá hoàn hảo ư? Điều này không hoàn toàn đúng đâu. Bộ phim vẫn tiếp tục nổi tiếng và gia tăng sự nổi tiếng sau nhiều năm là vì hai diễn viên chính từ trong phim bước ra ngoài đời thực quá hoàn hảo. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện đang nằm trong top nghệ sĩ nam có doanh thu cao nhất làng giải trí Hoa ngữ. Thế giới giải trí thực sự phức tạp và đôi khi người khác chỉ cần một lý do để đạp bạn xuống. Có biết bao đôi mắt nhìn vào họ mỗi ngày để mong chờ một cuộc ẩu đả diễn ra. Chỉ cần có một lý do nhỏ xuất hiện là sẽ có kẻ nhảy ra cản trở sự phát triển của cả hai bên. Tại sao các câu lạc bộ người hâm mộ phải xung đột với nhau để ngư ông đắc lợi? Trong đêm tối, nếu chỉ có một ngọn đèn sáng, đương nhiên cũng rất rực rỡ, rất nổi bật, nhưng khung cảnh đẹp nhất lại chính là khung cảnh mà rất nhiều ngọn đèn cùng nhau tỏa sáng. Khi đó, dù bạn đứng ở bất cứ vị trí nào, miễn bạn là ngọn đèn tỏa ra ánh sáng lung linh nhất thì bạn chính là trung tâm. Bạn không cần phải đáp ai xuống để tiến lên, bạn chỉ cần bạn là ngọn đèn rực rỡ nhất thì bạn chính là cái rốn của vũ trụ. Thay vì dùng bóng đêm để che lấp những ngọn đèn khác thì hãy dùng chính ánh sáng của những ngọn đèn đó làm nền cho bạn. Không nhất thiết phải đạp người khác xuống, bạn mới có thể đứng trên đỉnh cao. Vinh quang thuộc về riêng bạn và con đường do chính bạn tạo ra. Người thành công là người tạo ra con đường cho chính mình, chứ không phải là người đạp người khác ra khỏi con đường của họ. Hãy sống thật hoàn hảo cuộc đời của chính ta, còn mọi chuyện đã có thượng đế an bài rồi. Bản tin của 8790 hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.